Dạ, mến chào bà con và các bạn đến với kênh Liêu Nguyễn nha. Hôm nay tiếp tục cho là nhà vườn của em Chí Hải giao lưu pho hoa giấy nha bà con. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Rồi anh chào Hải. Dạ, chào anh Liêm, xin chào tất cả mọi người đang xem clip trên kênh của anh Liêm Nguyễn. Hôm nay em lại tiếp tục bán một số phôi hoa giấy Mỹ. Dạ, hôm nay em xin bán số cây lẻ. Đầu Đến tiên cây mình lẻ chốt cây số mã 1 số ha. 1. Cây này còn tay cành bung xè ha. Cây này có thông số dành cổ là 23, sổ đế 30, chiều cao là 90. Giá cây này là 200k. Đến mã số 2. Cây này có cốt cao không con? Cây này Đến có thông bài. số dành cổ là 25, sổ đế 28, chiều cao là 84. Giá cây này là 200k. Rồi. Nhà vườn mình bao ship toàn quốc hả Hải? Dạ, bên em bao sống bao ship luôn. Chúc trọng bắt đầu. Dạ, đến mã số 3. Cái này có thông số dành cổ là 21, sổ đế 27, chiều cao là 80. Giá cây này cũng là 200k luôn. Một cây tai tàn nhiều nha bà con. Rồi. Nên mã thứ tư. Cây này có thông số dành cổ là 25, sổ đế 24, chiều cao là 74. Cây này để đặt. Giá cây này là 200k. Đến mã thứ 5. Cây số 5. Cây này có thông số dành cổ là 26, sổ đế 28, chiều cao là 63. Giá cây này cũng là 200k. Rồi. Đến như mã thứ 6. Cây này cốt cao có tay cảnh ha. Cây này có thông số dành cổ là 22, sổ đế 29, chiều cao là 86. Giá cái này cũng là 200k. Nhưng mã thứ 7. Cây có cốt cao. Này có thông số dành cổ là 22, sổ đế 27, chiều cao là 1m06. Giá của cây này cũng là 200k. Nhưng mã thứ 8. Này một cốt cao. Này có thông số dành cổ là 27, sổ đế 32, chiều cao là 1m05. Giá cây này cũng là 200k. Cây dán bài. Mã số 9. Cái này có thông số dành cổ là 22, sổ đế 37, chiều cao là 1m05. Cái này cũng có giá là 200k. Mã thứ 10. Cái này có thông số dành cổ là 23, sổ đế 29, chiều cao là 79. Giá của cây này cũng là 200. Tiếp Cái theo, mã thứ 11. một cây mã số 11, cây có cốt cao. Cái này có thông số dành cổ là 23, sổ đế 28, chiều cao là 1m06. Có cốt khá cao nha bà con. Như cái này cũng giá là 200k.
Mã thứ 12 phải không anh? Mã thứ 12. Dạ, mã thứ 12. Cây này để đặt quái nè. Này có thông số dành cổ là 21, số đế 26, chiều cao là 72. Giá của cây này cũng là 200k. Nếu như mã số 13. 13. Trực lắc. Cái này có thông số dành cổ là 20, số đế 35, chiều cao là 81. Cái này giá của nó là 200. Nếu như mã số 13. 14. À, 14, dạ xin lỗi. Cái này có thông số dành cổ là 24, số đế 29, chiều cao là 85. Cây này để sổ nhưng mà không. Nhà giá của cái này là 200k. Mã số 15. Cái này có thông số dành cổ là 21, số đế 31, chiều cao là 75. Cây bài có cốt đứng. Giá của cây này là 250k. Đấy, mã số 16. Cây này có thông số dành cổ là 23, số đế 32, chiều cao là 85. Giá của cây này là 250k. Bà con mình không thích cốt cao, muốn chơi cái dáng bonsai lùng lực, bà con mình có thể về hạ cốt xuống. Thôi đa số nó dáng nằm đẹp lắm nha bà con. Nhận đến mã số 17. 17. Này có nhiều chi. Này có thông số dành cổ là 22, số đế 30, chiều cao là 66. Giá của cây này là 250k. Mã số 18. Cái này có thông số dành cổ là 23, số đế 31, chiều cao là 71. Giá của cây này là 250k. Mã số 19. Cây một cốt thẳng. Một cốt thẳng. Cây này có thông số dành cổ là 22, số đế 24, chiều cao là 1m03. Giá cây này là 250k. Tiếp theo, mã số Bên này 20. mã số 20. Mời một cây khá to chẳng bài nha. Cây này có thông số dành cổ là 24, số đế 26, chiều cao là 77. Giá của cây này là 250k. Mã số 21. Cây này có thông số dành cổ là 23, số đế 23 luôn, chiều cao là 1m06. Cái này có giá là 250k. Mã số 22. Số 22. Này dán bay. Cốt cao ha, trên đỉnh còn tay cành. Này có thông số dành cổ là 21, số đế 38, chiều cao là 1m01. Giá cây này là 250k. 250. Giờ các bạn xây vô luôn hả?
đến mã số 23. Cái này có thông số dàn cầu là 24, số đế 31, chiều cao là 56, giá cây này là 250. Cái đấy quái. Mã số 24. Cái này đế quái nha bà con. Cái này có thông số dàn cầu là 24, số đế 30, chiều cao là 76. Giá cây này là 250k. Mã 25 phải không ạ? Tiếp theo mã 25. Cái này có thông số dàn cổ là 23, số đế 28, chiều cao là 77. Giá của nó cũng là 250k. Hai trăm năm mươi k cho mã số 25. Mã số 26. Này có thông số dàn cổ là 23, số đế 29, chiều cao là 72. Giá cây này cũng là 250. Đây là cây số 27. Cây này có thông số dàn cổ là 28, số đế 29, chiều cao là 1m1. Cái này có giá là 300k. Tiếp theo mã 28. Mã 28. Cái này có thông số dàn cổ là 25, số đế 29, chiều cao là 74. Giá của cây này là 300k. Cái đấy quá. Mã số 29. Cái này có thông số dàn cổ là 25, số đế 28, chiều cao là 93. Giá cây này cũng là 300. Mã số 30. Cái này có thông số dàn cổ là 23, số đế 33, à xin lỗi, số đế 37, chiều cao là 77. Giá của cái này là 300k. Mã số 30. 31. À, 31. Thông số dàn cổ của cây này là 24, số đế 34, chiều cao là 1m11. Giá cây này cũng là 300k. Cái này là mấy? Số 32. Cái này có thông số dàn cổ là 25, số đế 33, chiều cao là 82. Giá của cây này cũng là 300k. Mã số 33. Mã số 33. Cái này có thông số dàn cổ là 26, số đế 30, chiều cao là 1m. Giá của cây này là 300k. Tiếp theo, Mã 34. số 34.
Thông số dành cổ của cây này là 28, sổ đế 26, chiều cao là 83. Giá của mã 334 là 300k.35. Mã số 35. Cây này có thông số dành cổ là 24, sổ đế 33, chiều cao là 75. Giá cây này cũng là 300k.36. Mã số 36. Cây này có thông số dành cổ là 20, sổ đế 39, chiều cao là 94. Giá của cây này cũng là 300k. 37. Mã số 37. Cái này tàn chi đẹp. Cây này có thông số dành cổ là 23, sổ đế 25, chiều cao là 75. Giá của cây này cũng là 300k. 38. Mã số 38. Cây này có thông số dành cổ là 26, sổ đế 33, chiều cao là 63. Giá của cây này cũng là 300k. Ba mươi chín Mã số 39. Cây này có thông số dành cổ là 26, sổ đế 28, chiều cao là 68. Giá cây này là 350. bốn mươi Mã số 40. Cây này rất là nhiều chi. Này có thông số dành cổ là 30, sổ đế 33, chiều cao là 53. Giá của cây này là 350. mười một Mã số 41. Cây này có thông số dành cổ là 29, sổ đế 31, cao là 93. Giá của cây này cũng là 350. Mã số 42. cái này chi càng nhiều. Cây này có thông số dành gỗ là 27, sổ đế 35, chiều cao là 79. Giá của cây này cũng là 350. Mã số 43. Một cây khá là cao. Cây này có thông số dành cổ là 29, sổ đế 42 và chiều cao là 1m25. Cây này có giá là 400k. Rồi, qua mã số 43 thì cũng đã kết thúc clip của em ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip và ủng hộ em trong những clip vừa qua. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, em cảm ơn Chí Hải nha. Mình Dạ. chào bà con, chúc bà con mình xem clip mình vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ. À.